Tiếp theo chương trình là cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 13 tháng 10 đến 18 giờ ngày 17 tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 54 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 44 trường hợp là học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Chu Hóa thành phố Việt Trì, một trường hợp là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Namuga, một trường hợp ở phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì bốn trường hợp trong cùng một gia đình ở thị trấn hùng sơn huyện lâm thao có liên quan đến ba ca mắc tại trung tâm y tế huyện lâm thao đã được công bố một trường hợp ở xã phù ninh huyện phù ninh